Xin chào cả nhà mình nha Em là Thu Nhiên bên công ty nhà đất huyện Trăng Thái đây Thì hôm nay á là em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà cùng xem một miếng đất vườn Sẽ nằm trên mặt tiền đường công cộng luôn Đường này là xe ô tô có thể vô được nè Đường này là có hiển thị ở trên sổ luôn Đất của mình á thì có sổ hồng riêng và có sổ sẵn luôn Công chứng sang tên lúc nào cũng được hết nha Và địa chỉ chính xác của cái thửa đất mình luôn á là thuộc về ấp Thạnh Hưng Xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Với tổng diện tích đó là 600 8 mét vuông đất của mình hiện tại là đất cây lâu năm và chủ kêu giá là 1 tỷ mốt nha giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn thì nếu như mà cả nhà mình có quan tâm đến lô đất này ấy, thì mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái với số điện thoại bên dưới màn hình tụi em sẽ tư vấn về phần giấy tờ pháp lý nha xong rồi sẽ dẫn cả nhà đi xem đất trực tiếp luôn sau đó là mình sẽ gặp với chính chủ thương lượng về giá cả ha rồi thì cái lô đất mà hôm nay em quay cho cả nhà mình xem chính là vị trí ở đây đó chính là lô đất này nằm trên mặt tiền đường công cộng ô tô có thể vô được luôn ha, thì cái đoạn đường này cũng là một cái đoạn đường thông luôn. nếu như mà cả nhà mình đi theo cái hướng này nè, thì mình đi ra đó xong bắt đầu mình rẽ trái là mình đi thêm tầm khoảng 5-700m nữa thôi là mình sẽ tới một cái con đường lộ nhựa. thì con đường lộ nhựa đó của mình có tên là đường Mậu Bia Kinh Đào nha cả nhà. thì từ cái vị trí cái lô đất mà hôm nay em giới thiệu á cả nhà đi tầm khoảng 2,5 cây số thôi là mình sẽ tới ngã ba sòi hộp là vị trí giáp ranh của thành phố Mỹ Tho luôn ha Đoạn đường này thì là đoạn đường thông Nếu như mà cả nhà đi ô tô thì mình sẽ đi theo cái hướng ở phía trước màn hình điện thoại em ha Còn nếu như mà cái hướng ngược lại này thì cũng là đường thông để về chợ sòi hộp luôn Nhưng mà mình sẽ đi xe máy, đường này thì ô tô chưa có đi được ha rồi thì quay về cái miếng đất hôm nay em muốn giới thiệu nha Tổng diện tích đó là khoảng 608 m vuông Trong đó thì mặt tiền bề ngang là 15m Xung quanh đất của mình đã có trụ ranh giới rõ ràng hết luôn rồi Thì 15m là mình sẽ bắt đầu tính từ vị trí cái cây trụ này ha Cả nhà mình sẽ đo ngược qua bên đây Đây tới cái phòng mà bức tường giáp ranh với hàng xóm nè Là mặt tiền bề ngang 15m Chiều sâu vô hết đất của mình luôn Trung bình là khoảng 41m nha Và hiện tại chị chủ kêu giá là 1 tỷ 1 giá cả thì mình có thể gặp trực tiếp với chính chủ để mà thương lượng luôn nha giá này là còn thương lượng nha cả nhà À, đất mình thì hiện tại là có trồng dừa nhưng mà do chị chủ ở xa chị cũng không có thời gian để mà chăm sóc Với lại là chị cũng đang cần tiền để mà xây sở trong công việc với lại gia đình Nên là chị mới quyết định là sẽ bán đi Thì nếu như mà cả nhà mình có yêu thích miếng đất này, quan tâm miếng đất này Thì mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất huyền Trân Thái nha Để tụi em dẫn cả nhà mình đi xem đất rồi mình thương lượng giá với chủ luôn ha à, Thì cả nhà mình thấy xung quanh đây thì dân cư em thấy cũng rất là đông luôn nha Sát bên hàng xóm của mình á, thì em thấy cũng có xây bức tường chuẩn bị xây nhà nữa nè. đó cảnh quê rất là bình yên luôn. về đây mà nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn ha. đây để em đi xuống phía sau đất cho cả nhà cùng xem nha. nếu như mà cả nhà mình không thích trồng dừa thì về mình có thể đốn dừa này mình trồng những cái loại cây ăn trái khác ha. do là mấy hôm nay mưa cho nên nó là nước còn động lại nè, em không có đi ở dưới được nên là em đang đi nhờ ở bên phần đất của hàng xóm nè. Đây là trụ trụ ranh giới của mình luôn nè. Rồi thì cả nhà hãy cùng xem nè Hiện tại là em đã đi được đến cuối đất của mình rồi Thì cái ranh giới cuối đất của mình Nó là từ cái chỗ cây trụ này nè cả nhà Mình sẽ đo qua tới bên đây luôn Tới cái phần mà giáp ranh với hàng rào lưới B40 Của hàng xóm mình bên đây nè Đó là ranh giới đất của mình ha Đất thì em thấy cũng khá là cao ráo luôn Và xung quanh nó thì cũng không có màu mã gì hết ha Ở phía sau đất của mình Nó sẽ giáp với vườn của hàng xóm nè thì hiện tại cái khu vực ở đây á người dân người ta còn trồng rau rất là nhiều luôn á cả nhà đó thì cả nhà xem nè ha do là chị chủ cũng không có thời gian về đây thường xuyên nên là ở phía cuối đất á có những cái cây này rất là cao luôn mình không có nhìn thấy rõ được thì về cả nhà mình có thể dọn dẹp lại ha đây, ranh giới cuối đất của mình là ngay sát với hàng rào lưới B40 này luôn ha Rồi thì em xin nhắc lại nha Đất của mình ở đây là thuộc về ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Tổng diện tích là 608 m vuông có sổ hồng riêng giấy tờ pháp lý rõ ràng luôn Với mặt tiền bề ngang là khoảng 15 m Chiều sâu vô hết đất luôn thì trung bình là khoảng 41 m nha Hiện tại là đất cây lâu năm và chị chủ kêu giá là 1 tỷ mốt, Giá cả thì mình sẽ thương lượng trực tiếp với chị chủ luôn nha Nha. Rồi thì bây giờ em sẽ mở định vị lên để cho cả nhà mình cùng xem ha đó, cả nhà xem rất là bình yên luôn đó ở đây mà nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn thì cái vị trí ở đây á là do đất ruộng người dân người ta còn trồng rau cho nên nó là xung quanh này á, thì cả nhà mình sẽ không có thấy nhà của hàng xóm đâu nhưng mà ở phía trước cái con đường này nè bên đây á thì bắt đầu nhà hàng xóm mới đông nè đó cả nhà xem nè ngay chỗ cái hàng dừa này á, rất là đông nhà hàng xóm luôn rồi thì bây giờ em mở định vị lên ha trước tiên á thì lô đất của mình sẽ được nằm ở hướng để em xem thử nha đất của mình á thì sẽ được nằm ở hướng đông bắc nha cả nhà rồi đất sẽ nằm ở hướng đông bắc ha Rồi bây giờ để em xem nếu như mà từ cái vị trí đất của mình ở đây á, cả nhà mình đi chợ thì em thấy chợ gần mình nhất đó là chợ Sòi Hộp nha. Thì từ ngay chỗ cái vị trí đất mình, ai đi về tới chợ Sòi Hộp đi ha. Ngay chỗ mà sát bên chợ Sòi Hộp á, cả nhà là sẽ có trường học nè, có trạm y tế, có ủy ban là đầy đủ hết luôn ha. Từ đây á mà cả nhà đi xuống đó là tầm khoảng 2,4 cây số nha. Đây cả nhà mình xem thì đây là chợ sòi hộp nè Từ vị trí Từ cái vị trí đất của mình á Cả nhà mình đi tới chợ sòi hộp á Thì trung bình em thấy là 2,4 cây số Chỉ có 6 phút thôi là tới chợ sòi hộp nha Kế bên đây á là sẽ có một ngôi chùa Rất là nổi tiếng ở đây luôn Đó chính là chùa Sắc Tứ Linh Thú Một nè cả nhà Xung quanh đây thì sẽ có Nhà văn hóa nè Có quán ăn, quán cà phê, chợ nè Rồi trường học, ủy ban là đầy đủ hết luôn nha trung bình đó mà cả nhà đi là khoảng 6 phút thì ngay chỗ vị trí này cũng chính là ngã ba sòi hộp giáp ranh của thành phố mỹ tho luôn à, bên đây đó là thuộc về thành phố mỹ tho bên đây là thuộc về huyện châu thành nè ha nếu như mà cả nhà cho con em mình đi trường học đó, mầm non mẫu giáo cấp 1, cấp 2 thì mình sẽ đi của thành phố cách mình là khoảng 6 phút còn nếu như mà cả nhà muốn cho con em mình đi học trường cấp 3 thì mình sẽ đi trường trung học phổ thông phước thạnh của thành phố mỹ tho giáp ranh với gần đất của mình là một tám cây số nha đây cả nhà xem nè à, cây số chỉ có 5 phút thôi Đây chính là trường trung học phổ thông Phước Hạnh luôn À thì em quên nữa à, Từ cái vị trí đất của mình nha Cả nhà đi xuống tới ngay chỗ mà ngã ba sòi hộp á, Đó cũng chính là đường tỉnh lộ 870 Là trục đường dẫn lên cầu đạch miễu 2 Hiện tại đang mở rộng luôn đó nha Cả nhà à, Vậy là đất của mình cái vị trí ở đây rất là đẹp luôn nè Gần với giáp ranh thành phố Mỹ Tho nè à, Gần với trục đường dẫn lên cầu đạch miễu 2 nè Gần chợ trường học Ủy ban luôn Và thêm một cái nữa là sẽ gần với khu du lịch Trại rắn Đồng Tâm luôn nha à, Rồi thì nếu mà cả nhà mình có quan tâm thì mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái nha Rồi em dẫn cả nhà đi xem ha Còn nếu như từ vị trí đất của mình ở đây á Cả nhà đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh Thì trung bình á để em xem nha cả nhà đi là khoảng 60 cây số nha trung bình nó là khoảng 1 giờ 11 phút 60 cây số là cả nhà về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha đó vị trí ở đây rất là yên tĩnh luôn thích hợp để cho mình xây nhà vườn nghỉ dưỡng nha rồi em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video này của em nha